Bên cạnh những bộ dàn bình dân thì Hoàng Long chúng em còn có những bộ dàn tầm trung và tầm cao cấp nữa. Tầm cao cấp thì em có cái dòng DX2 và DX5. Và hôm nay cũng là một cái bộ dàn ghép cho anh Thanh ở Hải Dương. Bộ của anh Thanh thì gồm có đôi loa DX2, đây một đôi loa DX2 này, một đẩy limited màu vàng, một chiếc nâng tiếng CB900, một cặp mic 321 và một quả xúc 560p. Phiên bản Plus nữa. Đây là toàn bộ những thiết bị đồng bộ chính hãng và phối hợp với nhau rất là hoàn hảo, ăn ý để cho cái chất âm thanh là hay nhất. Và bao giờ thì chúng ta khi phối hợp đồng bộ nó cũng sẽ có cái ưu điểm, đó là gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí và lại dễ sử dụng nữa. Đấy là những bộ dàn mà chúng em luôn luôn hướng tới cho các bác. Thứ nhất là đẹp về hình thức hay cả về chất âm. Ba là chơi đa dạng các thể loại nhạc. Và cái thứ tư nữa là dễ sử dụng. Và xin mời các bác và anh em hãy cùng theo dõi anh em chúng em phối ghép cái bộ dàn cao kê ngày hôm nay và chúng ta cùng thưởng thức nhé. Anh em chúng em khui thục luôn các bạn nhé, anh em cùng quan sát đấy, thùng rất là to không? Đây nữa, đây một quả nữa. Và đây là cái cặp dây được tặng kèm trong mỗi một đô la DX2 các bạn nhé. Dây, em sẽ tháo cái cặp dây cho các bạn xem. Cặp dây thì thôi nhìn nó đã chất nhỉ, cực kỳ chất rồi. Cái đầu tiếp xúc này được mạ vàng nha các bạn nhé, dây rất to và các cái sợi thì bên ngoài thì được bọc cái lớp lưới để chống cho các cái côn trùng nó cắn đấy. Em đấu vào trong anh cái bộ này, ghép vào trong đây chơi cùng luôn cái bộ đồng bộ này. Nhà sản xuất người ta cũng đã thiết kế rất là tinh tế cho chúng ta một cái vải lụa để nó trùm bọc cho cái bề mặt của loa, trùng và chép nó sẽ như thế này nhé. Đấy, nếu mà chúng ta lâu ngày không sử dụng ấy, thì là một là chống bụi bẩn, hai là chống tác động của môi trường bên ngoài, thứ ba nó cũng có cái gì đấy nó rất là sang trọng luôn. Một quả súp nữa. Vâng, sau một hồi chuẩn bị thì anh em chúng em đã đấu nối thành công một bộ dàn combo full đầy đủ hết, gồm có đôi loa DX2 này, một đôi loa tay của DX2 này, đôi loa lời ấy, một quả trầm 560 này, một cục đẩy X7 limited này, vàng gold, một chiếc nâng tiếng CB900, một cặp mic 321 nữa. Đấy, chọn bộ này là cùng đồng bộ luôn các bác nhá. Một dàn cao kê phải nói cực kỳ VIP. Chúng ta sẽ cùng nghe thử cái chất âm thanh của nó cực kỳ tuyệt vời. Với bộ dàn này thì anh em có thể chơi được đa dạng các thể loại nhạc, vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc, vừa xem phim, với chất âm thì cực kỳ là tinh tế, chi tiết, sạch sẽ và rất là ngọt ngào nữa. Xin mời các bác cùng nghe nhé. Em sẽ tăng lên nó chậm thêm chút nữa. Đấy. Bật nó lớn này.
một mai qua cơn mê xa cuộc đời mệt vâng tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng chơi cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lên đây ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà tình người sau cơn mê chừng quen bóng ta nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như